Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn cái cách mà chúng ta sẽ triển khai viết kịch bản lên ý tưởng kịch bản à, Video nói chung và video tiktok viral à, triệu view nói riêng và, à, và tôi nói trước là cái loạt video này nó sẽ dài và kỹ đấy Và nó sẽ dài à, Tôi sẽ chia nó thành hai ba phần Bởi vì cái slide của nó là trên 60 trang Trên 60 trang à, Tập trung vào chủ đề là tạo kịch bản lên ý tưởng kịch bản Viết kịch bản cho video trên YouTube, trên uh, Facebook, reels, YouTube Shorts và đặc biệt là uh, TikTok, đúng không? TikTok là cái người tiên phong để tạo ra cái cái trào lưu về short video, tức là các video ngắn. OK, và tên tôi là Phan Anh và chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Uh, bài thứ nhất uh, tôi sẽ nói về cái uh, nội dung của nó là cái việc là kịch bản video là gì đấy và cái bài số 2 là cách viết kịch bản video và bài này rất là dài rất là dài đầu tiên thì kịch bản video là gì thì khi mà chúng ta làm một cái video chúng ta phải tưởng tượng ra là chúng ta sẽ theo thời gian tình trình tự nhân vật diễn tiến nó ra làm sao thì chúng ta tưởng tượng ra cái điều đấy và chúng ta sẽ diễn nó thành một cái video chúng ta quay bằng camera của máy tính quay bằng camera của điện thoại quay bằng máy quay chuyên nghiệp và bằng máy ảnh vân vân à, tôi có đủ hết những thứ như vậy thì biến nó thành một cái video thì trước khi có video thì chúng ta phải có một cái kịch bản video đấy thế thì cái kịch bản ở đây nó có làm cái dạng văn bản à, có thể là word có thể là excel có thể là powerpoint có thể là my map à, là, là chúng ta sẽ tạo ra những cái câu chuyện tạo ra những cái lời thoại để từ đó chúng ta chuyển nó thành cái dạng thức video và từ đó là thu hút được cái người xem thu hút được cái cộng đồng của mình và mục tiêu là giúp thay đổi nhận thức và thay đổi hành động đấy thế thì cái kịch bản video kịch bản đó là những cái mà nó sẽ uh, chuẩn bị cho cái hoạt động sản xuất video đó và khi làm phim thì người ta có kịch bản phim khi làm âm nhạc người ta có kịch bản khi làm uh, đạo diễn sân khấu người ta có kịch bản khi uh, phỏng vấn người ta có kịch bản tất cả mọi thứ kịch bản hay là khi làm mc uh, cho một cái chương trình uh, sự kiện nào đó người ta phải có kịch bản rằng là thời gian thứ tự câu từ đấy, nội dung uh, chương trình trước chương trình sau theo thứ tự như thế người ta gọi nó là kịch bản vâng và chúng ta sản xuất Video thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra kịch bản, đúng không? Thì kịch bản video là những cái nội dung mà được thể hiện dưới dạng văn bản viết bằng ngôn ngữ Đấy, và có chứa đựng các cái tình tiết, các hành động, các câu chuyện, bối cảnh, đoạn hội thoại Đấy. Người sản xuất video sẽ sử dụng cái kịch bản này để cho ra đời một cái video Và truyền tải được một cái thông điệp nào đó, một cái tinh thần nào đó, đúng không? Một cái cảm xúc nào đó, và một cái bài học, một cái ngụ ý nào đó và à, các cái mong muốn của cái người viết kịch bản cho video đó được thể hiện một cách à, đầy đủ toàn diện toàn vẹn và giàu cảm xúc à, cho cái người xem Đấy. thì à, một cái văn bản như thế hay là một cái hình ảnh như thế minh họa như thế người ta gọi nó là một kịch bản một kịch bản và và chúng ta thường thấy là tôi lấy thí dụ là chúng ta thường thấy là nó sẽ dạng như thế này nó sẽ viết ra theo thứ tự lộ trình nó cái bảng chia bảng chia biểu Excel hoặc là Word đó OK thì kịch bản là cái phần nội dung được thể hiện được chưa và video thì là cái phần media được thể hiện bằng các thước phim mà công nghệ hiện nay người ta gọi là 24 hình trên một giây chúng ta tưởng tượng là lật cuốn sách thì hiện nay các phim hoạt hình người ta vẫn làm theo cái phương pháp như vậy đó mà người xem không cần phải đọc kịch bản mình cũng có thể hiểu được toàn bộ cái kịch bản gốc ban đầu đấy nha kịch bản là cái phần trước cái phần trước được thể hiện dưới dạng là văn bản đấy. thế còn phim video là được thể hiện bằng cái định dạng phim video đấy. mà người ta gọi là 24 hình trên đây và không cần đọc kịch bản người xem vẫn có thể hiểu đấy. Thì cái 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 khó của từ kịch bản sang video đấy là người ta gọi là truyền thể cái khó là truyền thể thì cái người diễn viên nó phải hay cái người đạo diễn nó phải hay đúng không? Cái kỹ thuật quay nó phải hay. Ví dụ như thế thì nó sẽ tạo ra được một cái video tốt, đúng không? Vâng. Tất nhiên là TikTok hay là YouTube Reels vân vân thì nó không quá cầu kỳ đến mức như vậy đâu. Nó không quá cầu kỳ đến mức như vậy được chưa ạ? Thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cũng chỉ cần tạo ra một cái kịch bản đơn giản thôi. Đúng không? Nó có một phút đến 3 phút là nhiều. Thậm chí một phút mình không cần phải làm đủ, mình làm 45 giây cũng đã được rồi nhá. Thì muốn truyền tải được kịch bản tốt thì chúng ta cần phải có đạo diễn hình tốt tôi vừa nói rồi có diễn viên đúng không ạ có diễn viên tốt diễn viên đây có thể là xinh đẹp có thể là diễn xuất tốt có thể nói năng hay có thể nói những cái, cái lời thoại cái hành động hành vi của họ nó tự nhiên nó không phải cứng đơ đúng không ạ như que củi như là cái cục bê tông đúng không ạ mà nó rất là natural tức là rất là tự nhiên nó thực sự là đời nó thực sự là là cuộc sống hay là giống như tôi đang giảng bài cho các bạn ấy, đúng không ạ thì có thể tôi có slide trước mặt nhưng mà các bạn biết rằng slide là do tôi chuẩn bị kiến thức là do tôi tự nhảy ra chứ trước mặt tôi không có những cái cuốn sách không có những cái nhắc lời như thế nào là ô phải là nói như nào cho nó hay hoàn toàn nó bắn ra bắn ra bắn ra liên tục liên tục và nó rất là tự nhiên đúng không ạ nó giống như tôi đang giảng bài trên lớp thôi và vì tôi muốn chia sẻ cái điều này với các anh chị của các bạn đúng không đó rồi chúng ta có bối cảnh chúng ta có âm nhạc chúng ta có hiệu ứng À, chúng ta đẩy video lên có những cái cao trào có những cái bước ngoặt đó và uh, các cái hình ảnh tốt đấy các cái lời thoại nó vui vẻ đấy, những cái tình tiết mà nó hài hước đúng không à, thí dụ như chúng ta xem phim Hollywood tại sao chúng ta bị cuốn bởi vì phim nó rất là hay hay là gần đây chúng ta đang 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 đinh đám cái phim Avatar 2, đúng không uh, The Way of Water tức là đường đi xuống nước đấy thì các cái kỹ xảo của phim nó nó đạt đến một cái đỉnh cao mà rất khó Một cái hãng khác có thể làm được và cái phim nó đòi hỏi lượng nhân sự lượng kỹ thuật lượng máy quay rồi lượng kịch bản lượng chất xám vô cùng nhiều và tốn đến hàng triệu đô la và như tôi được biết là phim của avatar đã chi hàng trăm triệu đô la ra để sản xuất rất tốn kém và nó phải sản xuất trong phim trường rồi nó quay đến rất nhiều các cái quốc gia vùng khác nhau. đấy, à, tôi đã đến phim trường universal của mỹ rồi, à, tôi đã hiểu thế nào là phim trường và tại sao phim nó nó đẹp nó thật như vậy bởi vì à, ví dụ như là phim harry potter mình nhìn thấy các tòa lâu đài đúng không ạ? thế làm thế nào cái tòa lâu đài nó thật như vậy? thì cách đơn giản nhất để có một tòa lâu đài thật đó là người ta xây một tòa lâu đài và người ta diễn trong cái tòa lâu đài đấy, tuyệt vời, đó, đấy. bởi vì nó là thật thì nó sẽ rất là thật đó. Chứ còn nếu bạn kỹ xảo, bạn đồ họa thì nó không thể đạt được cái quy mô như vậy. Tôi đã đi vào phim trường và tôi đã vào cái chỗ uh, khu làm phim của Harry Potter, nên tôi hiểu được cái điều đó. Và, và công ty chúng tôi cũng đã từng sản xuất TVC, media hình ảnh à, cho rất nhiều các cái đơn vị và tôi cũng là một người mà đưa ra rất nhiều các cái kịch bản ý tưởng tốt. À, tôi có thể khẳng định với các bạn những người mà học các chương trình về À, TikTok của tôi thì sẽ thấy rằng là tôi rất là sáng tạo để có thể tạo ra được một cái kịch bản cho các bạn <laughs> vô cùng đơn giản và và nhanh chóng. thí à, dụ như có một bạn đi câu, bạn nói là làm thế nào để video câu có thể à, có lượt xem cao để tôi mới ngay lập tức một giây là tôi nảy ra luôn là à tôi làm cái video hài, à, các bạn sẽ quăng à, cần câu xuống nhưng mà mồi câu là tiền, đúng không? À, quăng một tờ 500.000 xuống vui thôi, đúng không? Vui thôi thế sau đó bắt đầu cá nó giật 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 phao nó giật giật thế các bạn mới giật lên thì được một con cá 50 cân và nàng tiên cá đúng không ạ một cô gái rất xinh đẹp mặc trang phục nàng tiên cá và và thuê một cái cô người mẫu xinh đẹp thì tôi khẳng định với các bạn nếu các bạn làm cái video đó trên tiktok mà nó không đạt một triệu view thì tôi sẽ đền các bạn tiền kiểu gì tôi cũng đền các bạn tiền học phí 5 triệu tôi đền các bạn luôn các bạn khẳng định điều đấy tức là nó rất là vui và nó rất là sáng tạo đúng không tại vì cái đội đi câu mọi người hay nói là có câu được cả 50 cân không đấy là chính là những cái ý tưởng nó đến từ cuộc sống nó đến từ cuộc sống nó đến từ cái câu chuyện đời thường đó vâng và, và ngay cả những cái, cái video cơ bản nhất chúng ta cũng nên cần có một cái kịch bản à, người ta nói là một cái kịch bản tồi còn hơn là không có kịch bản nào đúng không hay là trong kinh doanh thì có một cái kế hoạch tồi còn hơn là không có một cái kế hoạch nào vâng và đừng lo đúng không kịch bản thì có thể chỉ là một cái ý tưởng nó lóe lên một cách chớp nhoáng hay là một cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy ở trên đường hay là trong cái cửa hàng hay trong một cái nhà hàng đúng không? bất kỳ đâu nó có thể xảy đến và chúng ta hãy hãy ghi nhận chúng ta hãy chú ý và chúng ta hãy lưu lại để chúng ta sử dụng thí dụ như là cái người làm câu cá nói với tôi một cái tôi có ngay đúng không hay là một chị học viên bán túi sản xuất túi sách đi học tiktok bảo là thầy ơi, thầy cho tôi một vài cái ý tưởng làm làm video cho túi sách thế tôi bảo là a à, bây giờ chị sẽ làm những cái series mix đồ phối đồ với túi sách các cô nàng công sở Đấy, thì sáng thứ hai tôi đi làm như này sáng thứ ba tôi đi làm này sáng thứ tư tôi đi làm như này thì mỗi một ngày tôi sẽ mặc một trang phục và tôi sẽ phối với một cái cái túi đồ ok Đấy. thế rồi thì cô nàng tóc vàng hoe đúng không ạ À, rồi thì uh, tôi sẽ uh, bí mật là trong một cái túi nó gồm những cái gì lôi ra lôi ra lôi ra lôi ra và à, nó sẽ có thể vui vui một chút à, nó có một cái gì đó mà mọi người sẽ không chờ đợi trong hình đó trong cái túi đó và còn cái đấy là cái gì thì các bạn tự suy nghĩ đúng không nó có thể là bồ câu sắc nó có thể là sách toys nó có thể là cái gì đấy vui vui thôi đúng không ạ thì cái view nó sẽ được cao nó phải có một cái tình tiết như tôi đã nói À, hoặc là bạn có thể sử dụng cái túi đấy ấy, như là một cái công cụ để để tự vệ đúng không? thí dụ như một cô gái xinh đẹp đang đi trên đường ấy, và sau đó thì có trường hợp là à, cướp đúng không? À, cướp đến ấy, thế này cướp cái túi thì cô ấy sẽ dùng cái túi đấy cô ấy đánh trả lại cái thằng thằng cướp và thằng trộm ví dụ thế vui vui mà kịch bản mà à, hoặc là à, cũng một cái người cướp đấy cướp đến thì thấy cái túi mở ra thì à, chẳng có một cái gì thế là cướp lại còn cho tiền À, cướp lại còn cho đồ ăn cướp lại còn cho các thứ vào à, thậm chí là cho cả sách toi vào cho nó vui à, thế thì à, nó là cái cái video và đổ và cái thương hiệu của mình cái lượt xem của mình nó sẽ rất là nhiều đấy hay là đánh ghen đúng không ạ à, những cái, cái cái chất liệu đấy nó có trong cuộc sống rất nhiều à, thì bạn sẽ dùng cái túi đấy bạn đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại đó à, rồi thì à, cái túi nó là cái cái cái, cái thời trang bắt buộc đúng không mình có thể ra những cái series khác như là bảo dưỡng bảo vệ rồi thì lau chùi để làm sao cho nó tốt rồi mix đồ rồi thêm charm thêm cái đồ này đồ kia vào đấy, rồi buộc nơ cho nó đấy, kỹ thuật buộc nơ như thế nào đấy, rồi thì kỹ thuật phối đồ rồi thì à, cách sử dụng túi à, làm sao cho nó à, cho nó cho nó đẳng cấp sang trọng đấy, cũng giống như là bây giờ các bạn thấy đấy à, có những nhiều khóa học là người ta dạy cách cầm dao cầm dĩa cầm ly cầm thìa à, cầm à, cách ăn bánh mì cách ăn hoa quả vân vân cách đi cách đứng cách ngồi cách chào cách mặc đồ tôi có thể dạy các bạn những cái điều đấy thì tôi đã được học những cái khóa học như vậy của bộ ngoại giao dạy đó thế nhưng mà ý tôi muốn nói là gì đấy, cái cách các bạn cầm cái túi như nào trông nó đẳng cấp một quý cô cái cách các bạn mix một cái đồ quần áo với một cái đôi giày một cái đôi giày cao gót với một cái túi đó đấy là những cái ý tưởng mà tôi có thể nảy ra liên tục liên tục liên tục cho các bạn ngay lập tức thì đấy chính là cái cái ý tưởng để tạo nên cái chất liệu của kịch bản vâng và để có một cái video hấp dẫn thì chúng ta phải à, mong muốn là có nhiều lượt xem thì chúng ta cần phải chú ý đến đúng không? Ví dụ như là ánh sáng này. Đấy, ánh sáng thì à, video của thầy Phan Anh thấy là vị ánh sáng trong hình mà chỗ thầy đang đang biểu diễn này rất là đẹp bởi vì trước mặt thầy là đang có mười mấy cái đèn. Đấy, một cái đèn hai cái đèn là mỗi đèn là 12 bóng, đã là 12 đèn rồi và xung quanh nữa là khoảng hai cái nữa đúng không ạ? Vâng. Tất nhiên là nó có thể chưa đẹp lắm đâu nhưng mà cơ bản là nó nó phải đủ sáng. Đấy, rồi âm thanh. À, âm thanh mình sử dụng uh, tiktok mình có thể sử dụng tiktok rồi uh, music uh, tiktok trending mình đưa vào âm thanh nó phải bắt mắt bắt tai và nó phải phù hợp nó phải thu hút đấy thì người ta mới 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 nghe người ta mới xem đấy, nha các cái bối cảnh à, các cái bối cảnh thì cố gắng là đẹp thí dụ như là chúng ta có siêu xe à, chúng ta có à, siêu biệt thự chúng ta có siêu resort đấy, chúng ta có những cái cảnh mà không dễ gì phải tức là rất đắt tiền mới có được cái cái, cái cảnh như vậy Đấy, thì chúng ta sẽ làm nó sẽ cái lượt xem nó sẽ tốt hơn đúng không hoặc là thiết bị thu âm Đấy, ví dụ như là thiết bị không dây như thế này Đấy, các bạn đang nhìn thấy trên hình và tôi cũng đang có thế thì uh, như vậy uh, nó sẽ giúp cho uh, cái việc mà chúng ta uh, làm được cái video nó sẽ rất là hiệu quả vâng và cái lượt uh, xem đúng không ạ cái lượt uh, nghe nó đánh giá của mình rất là cao đấy nha Thì chúng ta sử dụng những cái thiết bị như này để loại đi những cái, cái, cái tiếng ồn nhất là chúng ta quay ở ngoài đường đấy tiếng tàu tiếng xe tiếng còi bim 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 tiếng động cơ rồ nó rất là ồn và nó gây cho cái người người xem người nghe rất là khó chịu thì chúng ta nên sử dụng những cái thiết bị này và có thể gắn quay với điện thoại quay với máy ảnh được à, tầm khoảng 5 triệu là có thể mua được một cái tốt tốt rồi thế còn các bạn mua của Sony hay của những hãng xịn thì có thể 1, 2, ba chục triệu là chuyện bình thường Đấy. ok bối cảnh đúng không bối cảnh không gian vâng và, và à, chúng ta cần phải kết hợp đó chúng ta phải kết hợp vâng tiếp theo đó là các cái chủ đề Đấy, các cái chủ đề để cho làm video cho kịch bản video thí dụ như là phê bình bình luận đánh giá video hướng dẫn cách làm cách giáo, giáo dục đào tạo tự làm đứt do sale vân vân đúng không chia sẻ kinh nghiệm bí quyết thủ thuật có thể làm với bảng viết slide my maps rồi thì vân vân word excel đều được quay màn hình lại video hỏi đáp bất kỳ thứ gì video liệt kê những thứ tốt nhất tuyệt vời ví dụ như là 10 trung tâm dạy tiktok tuyệt vời nhất việt nam 10 giảng viên dạy TikTok đỉnh cao nhất Việt Nam là có tên thầy Phan Anh vào. Đấy, ví dụ như thế người ta gọi là top list đúng không? À, video nên làm và không nên làm do don đúng không? do lên làm và don không nên làm. À, đánh giá review về sản phẩm và dịch vụ đúng không? À, video hát nhép nhảy nhép cùng thần tượng rồi à, rồi thì uh, duet cùng với các cái uh, chương trình uh, cùng với các MV ca nhạc vân vân. À video giới thiệu hoặc là mở hoặc là bóc tem sản phẩm mới khám phá những cái thứ mới mẻ bí quyết mới vân vân đúng không video nói về hậu trường làm video và video đưa sản phẩm và dịch vụ vào các bối cảnh sử dụng và video dạng live stream quá trình live stream thì các bạn cũng sẽ có những cái bộ video học về live stream riêng của tôi đó thì đấy là một vài những cái gợi ý cơ bản để cho cái phần tạo kịch bản để chọn ạ vâng cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ sang bài học tiếp theo để cho nó đỡ dài và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn xin chào